nãy nói mình nói gần này cho nó gì biết sao nó qua lại đây câu này. Ừ, thì đó là do ở xa quá chứ mình thì mình cũng hết nổi rồi. Rửa tao nghe đừng có đập nghe. Bà nhỏ như người bị lõn hay là bé son không biết tự nhiên hồi trưa ăn cơm xăng đứng bà đứng yên đứa bà cầm mấy cái muỗng cái chén bà rửa kìa. Cái tự nhiên biết sao cái em đứng em nhìn. Biết có lại bà rửa chi không? Bà lấy cái vẻ rửa chén đó. Bà rửa bà đổ xà bam vậy. Đứng bà vuốt muỗng vuốt cái chén. Chén đường canh đó. Cái bà định úp lên đầu cái em kêu ủa chị nhỏ đổ xà bam vô rửa chứ sao vậy? Chết rồi cứ bỏ xà bam vô rửa đó. Kêu mẹ bình thường rửa vậy chắc có chát luôn á, ăn cũng chát luôn á. Không có nhiều người rửa vậy chị. Ừ. Nhiều người kiểu ít 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 cái nhớt đó. Thì làm sao sạch được. Bốn như sao là năm bốn bốn em bị sợ quá chưa đúng không mẹ em lại nằm bên kia như số na luôn.
Chứ ai biết em mua chi mà em mang. Giờ có tay mới về đó. Mình trắng không có thế. Anna nó tính ra bỏ lỡ máy coi không quay. Anna bỏ lỡ máy coi cũng không quay. Chết một trang hiền khi làm tháng năm triệu với đồ ăn ngoài với đồ tiền đâu dư mới mua phong 13 xước nha. Coi chồng lo gì chồng lo à? Chồng mua điện thoại cho hả? Quay rõ hơn có trực tiếp á, tiếp coi nó nhòa nhòa xuống.